Sửa đang làm gì đấy? Đang kéo nước đấy. Đang kéo nước à? Ờ, đang sửa nước à? Không, em lấy cái ống đen kia kéo đi sửa ơi. Lấy cái ống đen kia. Thì hôm qua là ông đi nhà mẹ thì em có đi cùng không? Không. Không à? Một mình ông thôi. Một mình khác đi à? Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bán Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên thì cho cháu Lực xin được gửi lời chúc tốt đẹp tới tất cả cô bác khán giả và mạnh thường quân đang theo dõi trên kênh Bản Em. Không biết là em Sử đang làm gì ở đây cô bác này. Rồi anh nghe chào Sử nhá. Vâng, chào anh ạ. Rồi Sử đang làm gì đấy? Đang kéo nước ạ. Đang kéo nước à? Ờ, đang sửa nước à? Không, em lấy cái ống đen kia kéo đi Sử ơi. Lấy cái ống đen kia. Đấy, bây giờ em đi lấy cái ống đen đi. Từ từ, đi lấy cái ống đen thay hết chỗ này xuống cái kia luôn đi. Đúng không? Rồi, bây giờ em lấy thịt để đi xuống dưới nhà ngâm một tí nhá. Rồi, rồi thì lên trên lấy cái ống đen to ấy. Rồi, ở đây thì cháu Lực nhìn thấy là cái ống nhựa này của em Sử đã mua từ rất là lâu rồi cô bác ạ. Cho nên là bây giờ hai anh em sẽ đi lấy cái ống đen mà hôm nọ mà còn dư ấy về để mà làm lại cái phần ống nước đi xuống nhà dưới. Tại vì nhà dưới thì cũng vẫn còn sinh hoạt mà cô bác, cho nên là những chỗ nào mà hỏng mình vẫn phải sử dụng được, mình vẫn còn phải làm và sửa. Cháu Sử xin kính chào quý ông bà, cô chú anh chị. Rồi, hôm nay thì ở nhà làm gì Sử? Ở nhà là khám lợn xong. Khám lợn xong rồi à? Xem nước rồi ạ. Khám lợn xong là xem nước à? Hôm nay thì trời cũng nắng ráo rồi các bác. Đấy, cháu Lực vừa lên đến nhà của ba ông cháu là trời vừa hưởng nắng luôn. Đấy, cái nguồn nước này thì vẫn có chảy đều đều thôi các bác. Hãy lấy cái ống nhựa đấy ra. Chắc là đủ đi xuống nhà dưới đấy nhờ. Ôi, mắc rồi, mắc rồi. Rồi, ôi từ từ nha. Rồi đi đi. Ôi đi xuống đường này luôn à? Đấy mắc à? Đấy để anh, để anh, để anh. Rồi. Không mắc đâu, đi đi. Đấy, ở đây thì cho Lực xem dự báo thời tiết đấy cô bác.
Dự báo thời tiết nói là chỉ nắng hôm nay thôi, sang tuần sau thì lại tiếp tục là lạnh tiếp. Ở đây cháu Đức cũng nói chuyện với một số các bác mạnh thường quân ở bên nước ngoài thì cũng có nói rằng là bên đó tuyết rất là nhiều. Thế là bây giờ mình phải bỏ cái ống cũ đi hết nhá. Xong là mình thay lại bằng ống mới. Em Hải thì đi học với nhở? Hải đi học rồi. Thế ông có ở nhà không hôm nay ấy? Không có. Không có. Này liệu có đến dưới kia không nhở? Có. Có à? À đây còn một ấy nữa. Đến ra kia rồi à? À đang chuẩn bị là giặt quần áo à? Hả? Nếu mà dây cũ còn dùng được thì mình tận dụng lại dây cũ. Còn nếu mà dây cũ không dùng được thì mình kéo bằng dây mới hết. Thế bây giờ mình phải cắt từ đấy đi. Ống nhựa này lâu rồi mà. Ống nhựa này lâu rồi thành ra là cắm cho mà xé cái là được rồi cô bác ạ. Được không? Được đúng không? Ôi lại tuột đây rồi. Ôi chỗ này lấy luôn chỗ này này. Sửa rồi này. Nối được không? Nối cái mới kìa. Cái thước phim hôm trước có bác Trấn Lực đăng tải lên thì em Hải kể rằng là khi mà em ấy trong quá trình là đi học về bị người mẹ là lôi kéo, xong là em Hải không đi, là đuổi đánh em Hải, cho nên là hôm nay Trấn Lực lên thì cũng có nói thêm với ông nữa xem là hôm qua ông đi xuống nhà của mẹ của Hải thì sẽ như thế nào các bác nhá. Hôm qua thì khi mà Trấn Lực với lại chú của Hải với Sử xuống thì không có gặp ông ở đấy nữa, là ông đã về rồi. Giữa cái câu chuyện mà hôm qua ông với lại mẹ của Sử nói chuyện gì các bác thì Tuấn Lực cũng chưa có biết, thì một tí nữa đi xuống là hỏi ông xem là hôm qua ông đã nói cái gì. Rồi kéo đi. Rồi. Chú nghĩ là đừng để nó xoáy nha. Rồi. Có đến không? Nhưng mà ở kia là không đến đâu. Phải để nó xuống thấp một chút, không là kéo là nó lại tuột đấy.
Muối đấy mà ống ấy vào à? Có đến không? Nếu mà đến thì em lấy dao ra, để cắt. Ống nhựa này thì hỏng hết rồi. Đây này, anh có dao này, Hải Sứ ơi, có dao này. Ông ấy đang làm gì dưới nhà ấy Sứ? Sáng nay ngủ. Sáng nay ngủ à? Đấy, bây giờ thì nối đầu này với lại đầu này nữa. Đấy, mình dùng cái ống đen này, mình dùng cái ống trắng này để làm một cái điểm nối của nó. Nhưng mà có vừa không? Cái ống bên này to hơn mà hả Sứ ơi này. Sứ. Ống trắng bên này to hơn mà. Nếu mà to hơn thì cắt ống trắng lên này. Được à? Đấy, bây giờ lại nối điểm ở bên bên kia. Cho là bên này nữa. Thì hôm qua là ông đi nhà mẹ thì em có đi cùng không? Không à? Một người ông thôi. Một miếng khác đi à? Thế là về là ông có nói gì không? Có ạ. Ông nói cái gì? Nói mẹ bảo là không làm như thế được. Không làm như thế à? Hôm qua thì ông cũng đã đi nói chuyện với lại mẹ của các em cô bác. Đấy, đừng có làm mà như thế chứ không là là chỉ khiến là em Hải em ấy sợ thêm thôi. Còn em Sử thì em ấy lớn hơn rồi, thành ra là người mẹ có vẻ là sợ em Sử là nhiều hơn. Được chưa? Vừa đến luôn nhờ. Ống nhựa này chắc là từ rất là lâu đấy Sứ nhỉ? Vâng. Trời mưa như này thì mấy hôm nay lại để em Hải em mới đi học và đi bộ đi học rồi nhỉ? Vâng. Xe thì máy thì không có lấy được đi ra đến ngoài đường lớn bên kia các bác ạ. Đường đi nó đường bên kia rất là trơn và rất là lầy. Ở đây thì một mình cho lực lên thì cho lực gọi là vừa đi vừa đẩy các bác thì mới lên được. Xong rồi đúng không?
Vậy bây giờ thì hai em cũng đã sửa nước xong rồi các bác, và thay lại toàn bộ cái ống nhựa. Cái ống nhựa này thì là nọ chuẩn lực mua lên thì là còn dư các bác, còn dư cho nên là tận dụng lại vào đây luôn. Ô tách thì hết sạch rồi nhờ. Đấy, như nhà của bà ông cháu ấy, thì ở phần ngoài sân của bác, một khi mà mưa vào thì ở ngoài trong như kiểu là có như kiểu bùn nữa các bác. Đấy, bây giờ thì tôi lực lại công em sửa là lên trên là sửa lại thêm cái chỗ nguồn nước kia một chút. Chỗ này có tảng đá to như sử ở chỗ này ấy. Ruộng của nhà sử thì quá tết mới cày hay là như nào? Đây là cái đầu nguồn này đúng không? Đây đây thì cái đầu nguồn nước của nhà sử các bác cũng có thêm cây chuối rừng này. Ở trên nhà sử thì có khá là nhiều cây chuối rừng đấy. Đấy. Là lấy từ chỗ này đi đúng không? À trên này cũng có một nguồn đây này. Đây chạy từ à thì đứng trên kia xuống đúng không? Cái nguồn này là nó không bao giờ tắt được đúng không? Thì em phát hết ra xung quanh để cho nó đừng cho nó rậm rạp vào đấy. Ui nước này chảy khá là to nhỉ. Đây thì còn là chưa lấy xay gì đâu cô bác nhé. Đang xem gì đấy? Hả? Nó không đi à? Nó không đi á? Nó không hút đi à? Hay là nó bị tắc ấy? Thế nào? Cái ống nhựa đâu nhỉ? Ồ cho nó bị... Bây giờ mình phải về nhà lại làm cái phép hiểu không? Cái phép xong đâm 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 ấy. Hả? Tháo tháo chỗ này ra. Anh nghĩ là nó bị tắc ở đâu rồi? Tuột đây không? Tuột à? À nó bị gập. Nó lại đi rồi. Được rồi, đi rồi đúng không? Thế bây giờ mình lại đi phát phát một chút nữa. Phát ra cho nó đỡ nhiều lá cây vào. Chỗ đường nước của mình là mình phải phát phát để cho nó không có rậm rạp cho lắm. Cây này là cây gì Sử có biết không? Cây này đúng rồi. Không biết rồi. Cây này không biết à? Hút mạnh nhờ.
Đấy, phát từ chỗ trước mặt em đi này, phát thẳng đi này. Cái cây đấy thì mình chỉ phát ra một nửa thôi, còn là trên nó thì kệ lắm. Ôi hình như lại tắc rồi, sửa rồi. Lại tắc rồi. Chắc em phải, chắc mình phải đi làm lại cho kia kìa, sửa ạ. À đây đi rồi, đi rồi. Đấy. Cũng tắc, không tắc nhỉ, tại cái chỗ kia kìa đúng không? Chỗ kia thì chắc là mình phải đi bây giờ sửa ạ, anh bảo này. Mình vuốt cái cây ấy, cái cây à, xong mình chọc vào hai cái ống đen với lại ống đen này này, nhưng mà mình sẽ không có lấy ống màu trắng này nữa, ống màu trắng nó biết gộp ấy. Kia là tí sợ nữa là tắt thôi. Đi là được rồi. Về chưa? Bây giờ rửa rửa có cái tách một chút chứ ạ. Để nó chảy hết cái cắt ra đó. Ông mình không ở nhà rồi nhỉ? Ông nó đánh ngủ. Ngủ quá. À, ông không ở nhà rồi, chắc là đi. Chân Châu đúng không? Chân Châu là có ở không? Nhưng mà không ở là ông đi Chân Châu rồi. À, ông có xử gì đi Chân Châu rồi các bác, không biết là đi à, tận đâu để mà chăn trâu nữa. Sao nước về mạnh không? Chỗ kia bị gập rồi. Có lúc về mạnh, có lúc về ít nè. Cái cây này là cây gì sử có biết không? Cây này củ nó rất là ngứa các bác ạ. Nếu mà tay chạm vào nó củ ngứa. Ôi nước về mạnh không? Nước về mạnh.
phải cắm một chút điện vào thì nó mới sáng được các bác ạ. Vừa rồi thì hai anh em cũng đã đi sửa được xong mà cái nguồn nước về nhà cũ của ba ông cháu rồi các bác. Mặc dù là trên nhà mới cũng có đường nước mọi cái hết rồi, nhưng mà nhà cũ này thì mình vẫn còn phải là để trâu ở đây, thành ra là mình vẫn phải kéo nước về để mà mình đun nước cho trâu cũng như là sinh hoạt mọi cái nước. Hay hôm qua thì khi mà em về ấy, thì Hải có kể với em không? Có ạ. Có à? Vâng. Hải kể rằng là Hải bảo có sợ không? Hải bảo là sợ đó. Đó. Thế là tối hôm qua là tầm mấy giờ ông về đến nhà? Tầm 6 giờ về đến nhà chưa? Giờ ạ. 6 giờ là về nhà? Vâng. Đó. Thế là hôm qua lúc đấy là em đang đi đâu? Đi hộ nhà ai trên này sao đúng không? Vâng. Cái xe là để xe hôm qua anh không thấy để ở nhà mới, là để ở trên nhà cổ ca à? Vâng. Tại vì đi xuống nhà của Sử các bác ạ, cái con đường mà đường bé bé đi xuống thì khi mà lấy xe thì lấy được xuống, nhưng mà lấy được lên thì lại lấy khó nhá. Vâng. Thế ông thì hôm qua về, lúc mà ông về thì chắc là em chưa biết là ông đi đâu luôn nhỉ? Chưa biết đâu. Chưa, xong là hỏi ông thì ông mới nói à? Vâng. Thì ông thì vừa rồi là đi như chăn trâu rồi cô bác ạ. Hải Sử cũng có nói với cháu Lực rằng là hôm qua ông đã đi nói chuyện được với người mẹ của các em, không cho các em không cho mẹ làm những việc này ở đây, thì một chỉ có khi mà say rượu vào rồi thì mẹ của hai anh em thì mới gọi là mượn rượu để mà làm càn đấy các bác. Nhưng mà nếu mà em gặp mẹ em lần nào chưa? Gặp rồi à? Vâng. Gặp mẹ em có bao giờ nói rằng là rủ em đi ở với mẹ em không? Có ạ. Có à? Vâng. Nhưng mà em trả lời mẹ em là như nào? Em bảo là không ạ. Trả lời là không à? Vâng. Tại vì là em Sử là em ấy lớn hơn cô bác, và cái câu nói của em thì có vẻ như là có trọng lực hơn, cho nên là người mẹ của các em có vẻ là sợ một chút, sợ Sử một chút cô bác. Thế nhưng mà em đã từng gặp người chồng của mẹ em chưa? Rồi ạ. Rồi à? Vâng. Anh cũng nghe là chú đấy cũng hay uống rượu về mà. Hay uống rượu đúng không? Vâng. Đây như nhà của mẹ của Sử là nằm ở thôn khác à? Vâng. À, thế thôn đấy là thôn tên là gì, Sử có biết không? Không biết đâu. Không biết là thôn à? Vâng. Ừ. Hôm qua thì cháu Lực cũng đã cùng là chú của Sử là đi xuống các bác. Đấy, nhưng mà đi xuống thì khi mà cháu được ghi hình thì người mẹ nhất quyết là không cho cháu ghi hình, không cho cháu được ghi hình, và nói rất là nhiều các bác, nói bằng tiếng Mông, có câu thì tiếng Nùng thì cháu Lực nghe được, còn là tiếng Mông thì không có nghe được. Xong thì chú có dịch lại những cái từ, chú của Sử thì cũng chỉ biết là tiếng phổ thông một chút thôi. Thế thành ra là hai chú cháu mới không có ghi hình nữa, và chỉ hỏi được rằng là thế ông có ở đây không, thì mẹ của các em nói bảo là có, nhưng mà đi về rồi. Đấy, lúc đấy là đang trong quá trình uống rượu rồi. Hôm qua thì chỉ có sợ rằng là ông đi xuống đến đấy nói những câu mà khiến là người mẹ không thích cô bác, thì người mẹ nổi nóng lên, có thể là sẽ làm những cái điều mà nó quá đáng hơn chẳng hạn. Đấy, chỉ sợ trong lúc mà đang có rượu vào. Đấy, thì cháu Lực mới đi xuống, và cũng rất là may là khi mà ông xuống thì cũng không có câu chuyện gì mà nó xảy ra nó quá là lớn cả. Ông nọ thì khi mà cháu Lực giật lại bao thóc của mẹ của các em ấy, thì là khi bây giờ phải nói là cháu Lực, người mẹ các em rất là ghét cô bác ạ. Nhìn thôi thì đã cảm như là ánh mắt là muốn là nói lên điều gì đấy, mà nói là rất là nặng nề rồi.
Hình như Hải là thường thường là buổi tối là hai anh em lại ngủ với nhau à? Vâng. Hay đến lúc nào mà lên trên nhà mới thì hai anh em lại tiếp tục ngủ với nhau. Vâng. À, như cái bàn bàn bên kia chắc là mấy đứa mình phải đem lên trên nhà mới để mà mình để. Vâng. Đấy. Học hành thì cũng học hành ở trên đấy hết. Vâng. Còn là như các bác cũng có nói với cháu Đức rằng là người ở đâu thì nên nên để tài sản ở đấy các bác. Thì bây giờ cái phần cửa hiện tại thì cũng đã làm xong khóa hết rồi. Hay trong thời gian tới thì khi mà ông nếu mà ông thì biết là làm gỗ mà các bác ạ. Biết làm gỗ cho nên là bảo ông sửa lại cái cánh cửa này cho nó kiên cố một chút, cho nên là thóc mình vẫn còn để ở trên này được. Như chó của nhà sử thì đi đâu rồi? Chết rồi ạ. Chết rồi à? Vâng. Nó bị tại sao chết? Nó bị bệnh chết hay như nào? Bị bệnh chết rồi ạ. Bị bệnh chết à? Vâng. Ồ. Thế thì Sử có muốn nuôi thêm một con chó không? Có ạ. Có à? Nuôi một con chó để thế này đúng không? Vâng. Thế Sử hỏi trên này thì có ai bán chó không? Không biết đâu. Không biết à? Vâng. Nếu mà Sử đi hỏi xem là ai bán chó thì bảo với anh nhé. Vâng. Mua cho ba ông cháu thêm một con chó để mà để mà cũng như là trong nhà đấy. Vâng. Tại trong thời gian qua thì anh lên thì không thấy chó đâu cả, anh cũng không có nghĩ rằng là chó em đã chết rồi. Vâng. Hôm nay thì anh mới biết. Thế thì cứ lên trên đấy hỏi nhá, hỏi xem là có ai mà bán chó không thì bảo nhá. Vâng. Đấy, và thêm nữa thì là em thì là cũng là gọi là bây cũng là trưởng thành rồi, cho nên là khi mà mẹ mình về làm cái gì ấy, thì mình phải nói dứt khoát nhá. Vâng. Nói dứt khoát, nói làm sao mà để cho người mẹ mà không có lần thứ hai. Vâng. Đấy. Hôm nọ thì em có biết là mẹ ra đây lấy thóc không? Không ạ. Không à? Vâng. Đấy, hôm đấy thì chắc là về thì em Hải không có kể với Sử của bác ạ. Hôm đấy ấy, như vụ nhà như nhà của Hải ấy, mất hai bao thóc ấy. Hiện tại là hai bao thóc đấy là mấy anh em không có thể kiếm được nữa đâu cô bác ạ. Đấy, còn rất là may là ông hôm nọ là ông đi chăn trâu, thì chăn trâu thế là bắt gặp là một bao thóc, gặp lại một bao thóc thì cũng gọi là lấy lại được một bao, còn hai bao thì có thể như là người ta đã đem đi và đi sắt trở thành gạo thôi. Đấy, và Tuấn Lực cũng đã hỏi ở trên xá thì không có ai thấy là người lạ mặt nào mà đem thóc đi bán cả. Nên tại nhà Sử thì có tài sản gì ấy, thì là nên bảo quản một chút nhá. Vâng. Quần áo thì hiện tại là mấy nữa mình sẽ đi mua tủ, cho nên là mình để vào tủ hết. Đấy, để cho nó gọn gàng vào. Vâng. Đấy, quần áo thì cũng được các bác gửi cho các em rất là nhiều, cho nên là những lúc mà anh ghi hình lên thì các bác cũng không có, các bác không có thấy thì các bác cũng có hỏi, có để ở phần bình luận rằng là quần áo mà khi mà các bác gửi cho thì đi đâu rồi, đi đâu hết rồi. Thì là cái quần áo đấy thì em với Hải là hay để đâu nhất? Để trên gác này không? Hay là để trên chỗ phòng ngủ của em? Để chỗ phòng ngủ đó. Phòng ngủ à? Vâng. Thế còn Hải là hay để lên trên này đúng không? Vâng. Đấy, phòng ngủ thì cũng khá là bé và chật hẹp với cô bác, cho nên là hai anh em cũng chỉ để được một hai bộ thôi. Có thể là chiều hôm nay nắng nắng thì sáng sớm mai mấy anh em đội thợ sẽ lên luôn. Đấy, sáng thì mưa từ sáng đến trưa các bác, xong thì mới tạnh được. Và ở đây thì các anh em thợ cũng nói với cháu Đức rằng thôi, nói rằng là cả đường xá mà xa xôi nữa thì các anh lên là lên đông người luôn, để làm một ngày làm sao mà cho nó hoàn thiện luôn. Đấy, làm trong một ngày thôi. Đấy, thì tại vì các anh em thợ ở trên này ở lại thì cũng rất là bất tiện. Vâng. Đấy, cũng chỗ ngủ thì có nhà để ngủ rồi. Đấy, nhưng mà chỗ ăn chỗ uống ấy thì các anh em thợ cũng thấy là bất tiện, cho nên là lên đông người thì một ngày làm sao mà cho nó hoàn thiện xong cho các em. Vâng. Đấy, tại vì là cũng đến sắp tiết rồi, cho nên là các anh em thợ cũng rất là sốt ruột các bác ạ, khi mà lấy cửa lên đây. Tại vì bây giờ lấy cửa lên đến đây rồi mà không có lên lắp cho cháu Lực rồi thì lại nếu mà không lên thì cháu Lực gọi người khác lên lắp thì lại mất tiền nữa các bác. Đấy, nếu như hôm nọ mà cháu Lực chưa lấy cửa lên đến nhà của ba ông cháu thì cháu Lực còn
hơi gọi là sợ sệt một chút, tại vì là cháu Lực đã được đặt cọc rồi. Đấy, bây giờ số tiền đấy nó đã gọi là làm cửa xong hết mọi cái, là chỉ cần việc lắp thôi, nó đã đi lên quá cái số tiền mà cháu được đặt cọc rồi. Đấy, cho nên là các anh em thợ là phải sốt ruột điều này. Đấy, điều đấy là mình không phải sốt ruột đâu. Đấy, mình cũng chỉ làm sao mà các anh thợ đến lắp cho mình càng sớm càng tốt. Đấy, còn là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng cùng em Sử cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video và luôn luôn đồng hành cùng kênh Bản Em. Đấy, còn bây giờ thì anh em mình sẽ lại đi làm thêm những công việc khác thôi nha. Đấy, một tí nữa mà sáng sớm mai thì nếu mà tầm độ mà cứ nắng nắng như này thì độ sáng sớm mai thì các anh em thợ sẽ có mặt ở trên này luôn. Có mặt ở trên này và làm tất tần tật mọi cái cho mình xong xuôi luôn. Thôi thì mình sẽ đi mình sẽ phải đi một chuyến để mà sắm đồ đạc. Đấy, tại vì là có các bác gửi tiền để mà sắm đồ đạc nữa. Đấy, các bác nào thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên khá là nhiều lần rồi. Và em Sử cũng đã biết rồi đúng không? Đấy, em có gọi là trong thời gian qua khi mà lên chia sẻ cái hoàn cảnh của em tới thời điểm hiện tại thì em có cảm thấy là mình vẫn còn được rất là nhiều các ông các bà quan tâm tới mình không? Có ạ. Hay như thước phim đầu tiên mà cháu Lực lên chia sẻ là hôm đấy là bắt gặp là em Hải, cô bác ạ, em Hải là đang ăn cơm ngồi chính tại cái chỗ này luôn, là đang ăn cơm chán nhận nước lá. Đấy là thước phim mà cháu Lực còn nhớ, là thước phim đầu tiên. Và những cái thước phim sau đó thì có em Sử, nhưng mà đợt đấy em Sử còn khác lạ hơn bây giờ rất là nhiều nha. Đợt đấy còn đen và gầy gò hơn rất là nhiều. Bây giờ thì cũng phải nói là các em khi mà được các bác hỗ trợ thì cũng khác hẳn đi. Đấy, cuộc sống khi mà được các bác giúp đỡ thì mình phải khác đi. Thì các bác mới gọi là cũng vui, 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 vui ở trong lòng các bác khi mà giúp đúng người và giúp đúng hoàn cảnh. Đó. Đấy, còn thước phim này thì cũng khá là dài rồi. Đấy, bây giờ thì cháu Lực cũng xin được nói lời hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác, anh chị. Cháu sự chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị. Xin mến chào tất cả quý cô bác anh chị. Đấy, hôm nay thì ngày một ngày mà mưa gió rất là lạnh, thành ra là không có đi lên trên bản được. Cháu Lực ở nhà thì hai chị em là làm một tí lạp xưởng, vừa là để làm phục vụ cho gia đình và vừa là làm để đăng lên trên kênh. Mà nếu mà có cô bác anh chị nào mà quan tâm tới lạp xưởng thì là cháu Lực sẽ gửi cho cô bác. Cháu Lực cũng rất là mong các ông bà, cô chú anh chị sẽ mua ủng hộ cho cháu Lực để cho cháu Lực có thêm kinh phí đổ xăng để đi lại cô bác nhé. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.